Không biết diễn thì không biết diễn bất cứ một cái hết thì cô Mỹ Khanh mới như là từ từ nói cho mình hiểu ở khúc này làm sao. Mà lúc đó con đi học văn đó là từ từ bản thân Trinh nghĩ nó mẹ con không học nữa, bây giờ mẹ có cho học cỡ nào đi chăng nữa thì không nói à. Con cũng trong đầu con học ở đâu. Tại vì thứ nhất là lúc học cấp 2 á, xếp hàng thường thường á, người ta đi xuống người ta quẹo phải vô lớp, mình quẹo trái. Cấp 2. Tại sao? Không có kinh phí đúng không? Lúc đó gia đình mình khó khăn hả Tân? Đúng là một cái tuổi thơ mà nó cũng là một cái bước ngoặt để cho mình trưởng thành rồi đó. Trong cái sự khó khăn đó đúng là cái nghề chọn cái không, nghề mà con chọn, biết Tân từ đó giờ nó rất là cứng rắn, không bao giờ nó xúc động như vậy. Thì thật sự Lâm cũng không biết cái hoàn cảnh lúc đó như thế nào Tân. Tôi không ngờ là ông lại khó khăn như vậy. Yeah. Tháng có 85 ngàn. Thứ nhất á, nhỏ chưa suy nghĩ kịp, nhưng tại sao 85 ngàn mà ba mẹ không cho mình nên đóng học cho mình học cũng ta, mà sao lại lớn hiểu phải làm nhịn nhịn từng ngày từng cách đóng tiền cho mình, ba mẹ bỏ ăn trong tiền học, phải thời gian mình quậy phá rồi lớn lên hiểu được, suy nghĩ giờ ngày xưa tự trách bản thân nhiều. Rồi nãy giờ cứ nghĩ là Tân nó quậy quọ quá, nó không chịu học. Nhưng mà con giờ mới biết là do điều kiện nhà mình, hoàn cảnh. Rồi lúc đó là bao nhiêu tuổi mới nghỉ học Tân? Lớp 9 nghỉ rồi. Lớp 9 nghỉ. Là nó trong cái xóm cào cào đúng không? Dạ. Tức là khi mà nó có một cái bước ngoặt mà làm cho mình cảm thấy rằng là không thể nào bước tiếp được thì nó có một cái cơ hội khác, là nó có một cái phao khác. Dạ, đúng rồi. Thế là nó nhảy qua, chứ thực sự lúc đó nó đâu có nghĩ nó là diễn viên. Lúc đó lương sao nè, cách xây ban đầu nhớ. Nói chung là lúc đó đi làm là không quan tâm tiền bạc, tại vì biết gì đâu tiền bạc. Biết luôn. Biết đóng rồi thì có thầy thì liên lạc với mẹ rồi quay xong rồi đưa tiền cho mẹ rồi nọ thôi, chứ không có biết. Thơ ngay đến. Cô nhớ cái vai diễn đầu tiên của Tân là được bao nhiêu tiền lương không cô? Được cả, hồi gia diễn của Tân là được 500 ngàn. Rồi đi bao nhiêu đâu cô? Đi tới 2 tháng lận. 2 tháng ở Củ Chi, hồi đó đâu có điện thoại xài. Mỗi lần mình cứ gọi điện thoại bàn cho cái cậu đạo diễn gì là đi theo nó đó. Dạ. Thì nói hỏi thăm Tân, thì nói thôi cô đừng có lo, ở đây là tụi con lo cho nó đầy đủ rồi, với lại nói như ông Hoàng vậy. Thôi rồi, dây chính hả cô? Nói là dây chính, phải tối phải có người vũ mùng vũ chiếu cho nó ngủ, tại Củ Chi đó mũi mồng thôi. Dạ. Rồi người ta lo cho nó ăn nghỉ đàng hoàng, rồi nói là một ngày là ăn cơm là 30 ngàn. Người ta tính 30 ngàn, nhưng mà không ăn thì người ta đưa 30 ngàn. Yeah. Nó nói thôi con không ăn, con lấy 30 ngàn, con ăn có 17 ngàn thôi, còn dư được 13 ngàn. Thì cho mẹ? Không có cho mẹ, không nhưng cho mà mẹ. Lúc đó về là hai mấy Tết á, mua bánh tráng mấy chồng vậy nè. Bánh tráng gì cô? Bánh tráng Củ Chi á, văn cuốn á. Trời ơi. Giờ cái gì cho lối sớm mỗi người sắp này nó cho mấy chị ăn. Thế Thảo con tôi đi quay ở thủ hành gì? Ở Củ Chi nó về tự nó mua về để tặng cho mấy anh chị ăn. Thế Thảo. Sau khi phim mà phát sóng á, lúc cảm xúc của cô như thế nào? Khi mà con mà đóng vai chính cô, mà lúc đó đóng tốt luôn, đóng xúc động luôn. Đúng rồi. Lúc đó đi người ta mời mình đi, đặng người ta phát sóng lên đó là màn hình bự lắm, coi á màn hình rộng lắm. Là cô đi với ai? Cô đi với ba anh Tân hay sao cô? Ba nó chở nó đi với cô, chở đi ra ngoài đó. Trời ơi, bữa đó mưa bão, quá chừng bão luôn, mưa quá trời mưa luôn. Dạ. Cái vô chẳng coi mà mình thấy nó hai chiếu phim mình coi rất là xúc động, người nào cũng khóc hết. Dạ. Mình càng khóc nhiều nữa, người ta hai bên nó trời. Hai vợ chồng ông này coi gì mà phim người khóc quá trời luôn. Cái đấy người ta nói mà người ta cũng khóc, người ta khóc quá thì mình khóc nhiều. Dạ. Hồi đó giờ mình nhà mình không có cái nghề này, nhưng giờ có một đứa cháu gì cũng rất là hãnh diện. Dạ, dạ kể từ đó đi đâu cũng đóng vai nhỏ vai lớn gì cũng kêu nguyên sớm coi, có lúc mà sớm coi xong không thấy mình đâu. Hồi khúc nào là lúc mình ta đi đâu đi vừa quay qua cái bếp miếng cơm ăn cái là mất tiêu. Rồi Tân đi diễn ngày xưa có đi theo không cô? Đi theo á.
cô nói sao cho cô cho mẹ đi, nói thôi mẹ đi vô chổng làm gì, con đi tùm lum tùm la. Dạ không, không phải, không phải mắc cỡ, có nghĩa là nếu mà đi đi diễn mà ví dụ sân khấu này kia nọ thì chẳng mẹ mày ngồi coi à. Còn đi quay này nọ thì nó thứ nhất mà thứ nhất là bản thân mình quay cũng mệt nữa, còn để mẹ ngồi đó thì mẹ sẽ mệt hơn. Tội thương mẹ không không mở. Có mấy game show á, Lâm thấy mẹ có vô hỗ trợ cho Tân đúng không? Thì đâu trường Tiểu Lâm. Dạ đương chung kết. Họ hỗ trợ làm sao? Trời ơi, ai cũng biết á, có mẹ không biết, không coi TV gì á. Trời ơi, thì ta tối tôi cũng phải đi làm chứ. Tôi có nghĩa là cái tập chung kết đó là em muốn làm về cái cuộc đời. Cuộc đời của mẹ. Cuộc đời của em từ từ nhỏ tới lên. Em làm y chang á. Thì cái cảnh cuối thì em muốn nói là có thành công như ngày hôm nay á. Thì biết ơn rất một người thì đó là em dắt mẹ lên. Đó là như là mẹ Tân vô vai một cô công nhân quét chị Trang đóng. Là chị Trang đóng. Nhưng mà cuối cùng thì cô Trang là trả cho nó là người mẹ thật sự là cô phải lên sân khấu. Cũng mặc đồ công nhân vậy. Dạ, lúc đó cảm xúc cô này, sao cô? Quá cô mừng luôn. Thương nó là hai anh em nó dù bất cứ đi đâu, không cần biết đi đâu, miễn mà đi tới chỗ cái đường mà cô đang quét á là hai anh em ngừng lại, ôm cô nó hung tùm lum tùm la hết. Cái ngoài đường ta nói, trời cái thằng này nó đóng hài mà nó làm gì, nó ôm bà nó hung tùm lum, nó nói con trai tôi, trời ơi bà ơi bà có con trai thì đóng hài còn lâu quá, không lẽ người ta mà lại ôm tôi hung. Dạ. Cái bà cười nó vậy, bà cũng vinh hạnh quá ha. Bây giờ cô nghỉ hưu bao nhiêu lâu rồi cô? Được 4 năm rồi. 4 năm cũng mới mới đây thôi đúng không? Cái người trong nghề như tụi em đây cũng chỉ thấy tụi nó trên sân khấu vai này vai nọ ha, đại gia rồi cưng ha, ông này bà kia rồi bà hoàng ông chúa rồi, cái mình cũng đâu có nghĩ rằng là trong cái đời thường thì chính bản thân những người chị gần gũi đây cũng không thể hiểu hết được nó.